lấy gương soi răng kìa, soi thật là kỹ trước khi làm răng như cố định nha. Thả ra thấy cái răng thỏ của mình rất là đẹp nha, soi kỹ nha. Làm tất cả là bao nhiêu răng á chị nhỉ? 20 răng đúng không? Dạ. Cười thả ra rồi thấy đừng hết 20 răng đâu. Này là mới thử cho mình coi trước thôi ha. Thả chút xíu để gắn lại. Rất là tươi luôn. À, răng của chị nhỏ là răng sứ Zico của chị nhỉ? Dạ. Răng sứ Ziconia nhé. Anh sứ này là sứ zirconia nhé. Rồi, quay kỹ lại cho một vòng cho mọi người coi nha. À, bạn lên đường lát nữa sẽ có nhân viên inbox cho bạn nhé.